khô này bán khô. Dạ không có quay khô cô ơi. Không có quay bán khô thôi à. Có nhờ có này bán được là quay khô, có người mua khô cũng được. Và xả đâu mà anh bán vậy? Dạ anh bán không hả? Chú này bán sầu riêng ghi 60.000 ký. Quá trời ngon luôn. Chào cô cảm bà con, thì giờ mình đang ở trước cửa chợ Hiếu Phụng nè. Bà con mình theo dõi. Trước giờ người ta ăn chợ rồi nhưng mà người ta vẫn còn bán rất là ở chợ, xuống chợ cá thì người ta bán cũng rất là nhiều. Tiếng Nam Giang bún bò rồi bán tỏi quá trời nhiều. Bán cà chua, một cái sầu riêng nữa. Em mua đó đi chị. Em mua ba cái đó đi. Có 5.000 hả? Về bán hết luôn ha. Bánh cộng, bánh tiêu. Dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Bán lâu chưa? Một chú này bán sầu riêng ghi 60.000 ký. Quá trời ngon luôn. Cái cây sầu riêng quá trời nhiều. Đi qua đây coi mấy gì bán chuối, sầu riêng, cái cây, sầu rẫy, mận. Cái ly kima bán chuối. Sáng quá trà chuối luôn. Bán sầu chợ này hôm nay bán sầu riêng giống hết. Có trà nhiều khoai lang nấu nữa. Chuối. Quá trời luôn. Đâu nhúc. Bên đây cũng còn bán quần áo nữa. Rồi bà con ơi, quá trời trái cây bông qua luôn. Bà xã đâu mà anh bán vậy?
Dạ, anh bán không hả? Quá trời rau luôn nè. Bắp. Cô này bán khô. Dạ không có quay khô cô ơi. Không có quay bán khô thôi à. Dạ. Thấy cô dễ thương, mua có dễ chịu quá. Có mua lần ca. Khô cái đó là nhiêu ký cô? 50 cân. 50 trăm gram ha. Ờ 50 trăm gram. Nhiêu ký đó 50 cân. Ký 500 vậy là rẻ rồi chứ Tết. Dữ lắm, rẻ dữ tợn. Tết là cỡ 600 mấy em mua cái loại đó 600 mấy đó. Quá quá trời tôm khô luôn. Không phải, phân. Ừ, phân đó. Rồi tôi đi cô ơi, cảm ơn cô. Dạ. Em câu chứ em có mua chị ơi. Em mua bánh rồi. Dạ. Dạ. Nhất giờ đi tới đây chợ nó vắng hết trơn rồi. Chợ. Chị này bán ốc hay gì ta? Có mua vàng mình làm ấy ra hả chị? Này chị làm cá thắt lát hay gì nè? Bên đây thắt lát nè. Thắt lát ở đây nạo ra vậy là mấy cái nhiêu trăm gram hả chị? Đây hả? Ừ. 20 ngàn, 110 ngàn. Dạ. Cá thắt lát nhiều vậy cho biết cái này. Cá cường cũng có. Ở đây tới bán gà tươi, vịt, đầu lòng. Xem coi. Hôm nay thì mình xin cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn bà con trong một video khác. Thân mến, kính chào.